Rồi tranh thủ ráp nhanh, nhanh còn kịp. Bộ này bộ máy quay đang gió nên lật ngả nghiêng luôn, đang kêu o e gần 300 mét rồi đây, độ cao đây của con chiều sáo đây. Rồi đủ má, lại gãy khung, gãy rồi gãy luôn. Không, cái đó là không hiểu sao hết. Cái này nó dở lắm, là thôi đang gãy nè, không phải để tí rồi sửa lại, sửa tốc hành luôn. Quá mẹ đây, tụt tới tụt lui ra ngay mà. Tăng độ lại nha. Uốn lên nào. Không được rồi, không cao đâu. Con uốn đều. Phải được rồi không? Nó, cây nó giòn nó vậy chứ. Cái lúc nó uốn lên á. Không, cây nó vậy chứ nó cây nó mềm nên có ông kéo thoải mái. Nó không sao. Hai người đang ráp con diều nha, 4 mét nha. Hết sức chịu đựng. Diều này nó bị chưa có thời gian nữa, thế nào mà sửa lại. Thời chừng là thời kỳ nó vã quá mới đem nó ra rồi nó. Áo từ hồi mà áo ít men mà giờ bữa nay thành áo đen tuyền là biết rồi. Thôi chuẩn bị. Rồi đang chuẩn bị đây, công tác nhanh lên, gió mặn quá rồi. Ui gió thổi vi vu luôn. Đang còn gió. Tranh thủ, đang gió đẹp quá. Khỏi cần cài sáo. Ông ấy dùng cái dây buôn. Hai ông cụ nha, còn ông 70 một ông 80, một ông 70. Một ông bảy mấy, một ông 60, hai ông đang hai ông mới đi bị ôm về không ra thẻ diều đây. Ông cụ này 70 mấy tuổi đấy, ông kia thì 60 mấy tuổi, hai rồi. Ông cụ nhá. Chồng anh năm nay là bao nhiêu? Chắc anh là 50 mấy. Rồi được rồi ông. Rồi, chuẩn bị lên nhá. Đây, cung ơi. Đấy, đấy, đứng đây đi ra đây. Một, hai, ba, lên. Lên luôn. Đang gió rất đẹp. Líp sáo luôn. 4 mét. Líp sáo luôn. Đang xả dây nha. Hai con. Con này 4 mét đây. Còn con này 3 mét rưỡi. Rồi, đang kéo đây. Kéo hết tổng lực luôn. Chó cơn rồi hả? Chó trên đang bập bùng quá. Tăng lên này.
con nha các bạn nha. Đang cất đây. Hai con. Đấy. Con ông dựng lên khó khăn quá. Đúng rồi. Con nó sao này lại lên lặp, khó khăn. Lặp cái khúc của nó ở phíp. Con này lên nặng. Cái gió này mà cho lên nó nặng. Con này lên cao mà. Tiếp tục cho thả, cho tăng. Đang xả dây tiếp. Cùng đắm chết trong bãi bên kia. Hai con, dạ. Sao mà chú thấy tuần trước mày không sao? Chú đang hỏi thăm mà dò Facebook mà trông thấy toàn hoa trắng. Rồi vừa thả diều vụ nước trà nhá. Giữ cho tay gốc rồi. Thả cao lên gió đẹp lắm. Thế à? Ăn dép luôn kìa. Một gốc nào gốc kia đâu? Đấy, ông dựa vào cái gốc kia này đẹp kìa. Tôi nó nghiêng phải này. À, nghiêng phải đi. Nghiêng phải của ông. Ông ra gốc kia đẹp kìa. Đó, ra gốc đấy. Đó đẹp à? Cái đấy lên. Nghiêng phải thì ông cột chung góc này được. Ông qua đây để tôi qua đó. Thôi để qua bên kia được không? Dèo nó lên nó để nó cân thì nó đứng gì đó. Vậy ông rùi cái lại đi. Không được. Không được. Cho hai có hai con, một con trời ra thì ra hai con nó bay khác nhau mà. Không kéo lên. Thôi đang cột thôi. Lên siêu phẩm. Siêu phẩm tre 5m. Tổng hòa đàn 125. Nặng 6kg.